Phê Phúc xin chia sẻ với các bạn về cái dòng collagen của Pháp này, collagen thủy phân này, đây nó sản xuất được sản xuất tại Pháp nhé. Và cái dòng sản phẩm này ấy, thì nó sẽ giúp là tăng cái bổ sung cái collagen thủy phân và cái hyaluric này, nó giúp làm phẳng mịn da này và cải thiện cấu trúc da này, độ dẻo dai này, dưỡng ẩm sâu này và tăng cái hàng rào bảo vệ của da, đặc biệt là rất là lý tưởng để phục hồi cho những cái da mỏng, nổi gân máu và nó tăng cái bề dày của da. Đấy, và nó sẽ giúp cho da khỏe hơn, căng mướt từ bên trong ạ. Và cái sản phẩm này là của cái nhà dược phẩm, công ty dược phẩm là DNC ấy, Lavita tại đã có 30 năm thâm niên trong cái ngành thẩm mỹ ấy, và họ sẽ không sử dụng những cái thành phần tổng hợp để trong cái thành phần của sản phẩm, và hoàn toàn là tự nhiên này, và nó sẽ không chịu các cái chi phí quảng cáo. Đây, giống như các sản phẩm khác, chính vì thế cái lợi ích mà chúng ta có được từ sản phẩm rất là cao ạ.